mình học cách quản lý thời gian hiệu quả nhé. Đầu tiên, cậu lên kế hoạch và liệt kê ra những việc mình cần làm trong ngày. Đừng quên ưu tiên những việc quan trọng và có deadline lên trước nhé. Sau đó thì mở sổ ra và áp dụng ngay phương pháp này. Mình chia làm 4 ô: gấp, không gấp, giao cho người khác hoặc bỏ qua, phần trên cho vấn đề quan trọng còn phần dưới cho vấn đề ít quan trọng hơn. Nếu cậu cảm thấy thiếu động lực thì có thể chia nhỏ các phần ra và giới hạn thời gian rồi làm những việc nhỏ đó trước. Làm như vậy sẽ giúp mình hoàn thành việc nhanh và dễ dàng hơn. Cùng mình tận dụng thời gian mùa dịch để làm những gì mình thích nha. Bạn đã biết cách quản lý thời gian sao cho hiệu quả chưa? Hãy cùng tìm hiểu với chúng mình nhé. Bước đầu tiên, hãy lựa chọn thời gian thích hợp cho việc học. Đó có thể là thời gian sau giờ học chính khóa, ngày nghỉ cuối tuần và đặc biệt là thời gian bạn dành cho các trò chơi giải trí. Đừng chỉ mãi mê chơi game rồi hối hận và cuống cuồng vì hàng tá bài tập còn đang dang dở. Bước 2, lập to-do list. Hãy lấy ra một tờ giấy và ghi hết các bài tập bạn cần xử lý theo mức độ quan trọng của nó. Đừng quên ghi thêm lượng thời gian cần thiết cho mỗi bài tập nhé. Mình lấy ví dụ, mình cần làm bài tập cho môn toán và môn văn. Môn toán ngày mai phải nộp, môn văn thì lại đến ngày mốt mới cần thiết. Vậy thì mình sẽ đặt toán lên trước, môn văn ghi sau. Và thời gian dành cho môn toán là 1 tiếng, còn môn văn là 30 phút. Bước thứ 3, lập thời gian biểu. Hãy tự vẽ cho mình một thời gian biểu thật bắt mắt. Nếu có khả năng, hãy vẽ nó trên điện thoại hoặc máy tính để tiện theo dõi và chỉnh sửa nhé. Sau khi vẽ xong, bạn cần viết cái mốc thời gian bạn sắp xếp ở bước 1 và ô thời gian. Điền to-do list sao cho phù hợp giữa khoảng thời gian bạn đặt ra ban đầu và thời lượng ước tính bạn cần cho mỗi môn học và ô việc cần làm. Một số lưu ý khác dành cho bạn để việc quản lý học tập có hiệu quả hơn. Hãy dành ra một khoảng thời gian ngắn để giải trí, thư giãn giữa các môn. Bạn có thể đứng dậy tập vài động tác thể dục hay xuống bếp lấy một cốc nước để uống. Đảm bảo không gian học tập yên tĩnh nhất có thể, trang trí lại góc học tập cho thật xinh và bắt mắt để tăng cảm hứng học tập. Bạn có thể quản lý quá trình học của mình qua thời gian biểu và tiến trình học tập qua to-do list. Mỗi khi xong một việc, hãy tick vào việc đó trong to-do list nhé. Nó không chỉ giúp bạn quản lý được việc đã làm mà còn giúp bạn cảm thấy bớt căng thẳng và có hứng thú hơn đấy. Hãy đánh giá lại quá trình học tập của bản thân, xem mình đã học tập đúng theo thời gian đưa ra chưa, cần khắc phục điểm gì để lần sau rút kinh nghiệm và đạt được hiệu quả cao nhất trong việc quản lý thời gian học tập. Nếu bạn thấy phương pháp trên bổ ích, hãy để lại một tim và một follow cho cùng học tập với TikTok để chúng mình có động lực ra thêm nhiều video mới nữa nhé. Ba ứng dụng giúp bạn tập trung hơn trong giờ học. Alo, Bi nghe đây. Nếu như bạn đang mất tập trung trong giờ học thì hãy tham khảo ngay ba app này nhé. Đầu tiên, Nox Ocean. Nox Ocean sẽ giúp bạn xếp một thành phố kỳ diệu dưới nước bằng cách tích lũy thời gian học tập. Chỉ cần lên công việc cần làm, cho thời gian vào chế độ phù hợp. Khi hoàn thành là có thể xây được những tòa lâu đài với đủ kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Ứng dụng có những ba chế độ cơ. Bin chấm nhất chế độ thứ ba, chúng mình sẽ bắt đầu bằng cách úp điện thoại xuống. Nhỡ tay là điện thoại lên là to luôn tòa lâu đài. Thứ hai, Study Bunny. Với Study Bunny, chúng mình sẽ có ngay một em thỏ làm bạn học đồng hành nè. Việc bạn cần làm là lên list công việc cần làm nè, đặt thời gian học tập vào tập trung thôi. Thời gian bạn tập trung sẽ được quy đổi ra những đồng xu vàng để mua quần áo phụ kiện cho bạn thỏ dễ thương. Ứng dụng cũng thống kê thời gian học tập của chúng mình để dễ dàng theo dõi mức độ tập trung, liệt kê các công việc cần làm hay chưa hoàn thành nữa. Thứ ba, Flip. Ứng dụng này sẽ cho phép bạn quản lý thời gian học tập, làm việc, đo thời gian, độ tập trung của bạn, giúp bạn cải thiện thói quen học tập. Flip cực phù hợp cho các bạn khó tập trung cho thời gian dài với các tính năng là điện thoại của bạn và đến thời gian học tập, kiểm tra mức độ tập trung bằng cách đo mức độ tập trung của bạn, xét mục tiêu phấn đấu, thống kê thời gian tự học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Ngoài ra có thể thêm thời khóa biểu hoặc thói quen học tập của riêng mình. Vậy bạn đã dùng thử? Có app nào quản lý thời gian tốt không ạ? Có nhiều nha, cùng chờ đón nhé. Follow mình để học thêm nhiều kiến thức bổ ích khác nhé.